Hương Vị Tình Thân do Phương Oanh đóng vai nữ chính đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả màn ảnh nhỏ. Sau tập phim tối qua, khắp mạng xã hội rộn ràng ăn mừng bởi đám cưới của cặp đôi Long Nam sắp diễn ra. Ngày hôm nay, bộ ảnh cưới của Long Nam cũng đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt khắp các hội nhóm. Trong loạt ảnh cưới này, khán giả ấn tượng bởi độ đẹp đôi của Phương Oanh Mạnh Trường. Cô dâu cũng được nhận xét quá xinh và quyến rũ. Nữ chính Hương Vị Tình Thân còn diện tới hai bộ váy mang tinh thần vương giả, đúng style làm dâu nhà giàu. Đây cũng không phải lần đầu tiên Phương Oanh mặc váy cưới trên màn ảnh. Trước đó, Phương Oanh cũng từng có duyên làm cô dâu trong hai bộ phim là Ngược Chiều Nước Mắt và Gái Già Xì Tin. Gái Già Xì Xin là một trong những bộ phim tạo nên tên tuổi của Phương Oanh ở giai đoạn đầu khởi nghiệp. Phim lên sóng năm 2013, có nội dung xoay quanh cuộc sống của Dương, một phóng viên du lịch gần 30 tuổi, chưa có người yêu. Còn trong Ngược Chiều Nước Mắt, bộ phim lên sóng năm 2017 này xoay quanh các thành viên trong gia đình ông Lâm, một gia đình nền nếp, giàu văn hóa, có ba người con là Thành, Sơn và Trang. Trong phim, Phương Oanh thủ vai Mai, sinh viên nghệ thuật có bầu với thầy giáo Sơn. Sau đó, họ cưới nhau nhưng Sơn vốn tính đào hoa, không yêu thương cô. Mai trải qua những bi kịch của cuộc hôn nhân không hạnh phúc, ngoài ra còn bị đồn ngoại tình với anh chồng Mạnh Trường đóng. Có thể nói tác phẩm này hội ngộ cả bộ ba oan gia của Hương Vị Tình Thân chính là Phương Oanh, Thu Quỳnh, Mạnh Trường. Đáng tiếc, trong phim, mối duyên của cặp đôi Phương Oanh, Mạnh Trường đứt đoạn. Sang tới Hương Vị Tình Thân, cả hai mới chính thức nối lại đoạn tình giang dở từ Ngược Chiều Nước Mắt. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông Tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.